Hôm nay cái mục thời gian nguy hiểm nhất cho việc giao dịch tôi muốn nói giống như sóc đĩa mở bát liên tục 247 đúng không ạ? Chúng ta mong muốn giao dịch quá nhiều và chúng ta mong muốn kiếm tiền 247, điều đó là hoàn toàn sai lầm. Cái việc mà chúng ta sử dụng đòn bẩy giao dịch online không có công việc gì làm và theo dõi thị trường quá lâu chúng ta sẽ xa đà. Vậy ở bài này chúng ta thấy được là sự giật mình tổng kết lại khi nhận thấy rằng sau những cái lệnh giao dịch thắng thì tiếp theo sẽ trả lại kết quả là giao dịch thua và sự tổn thất của chúng ta đó là kết cục. Sau những chiến thắng chúng ta nhìn thấy có thể cảm nhận được mà bản thân không còn tồn tại trên biểu đồ và chúng ta không gồng lãi nhiều cho nên chúng ta bị lỗ. Chính vì thế nên là gì à, toàn bộ tất cả những cái lệnh thua lỗ chúng ta thường à, trách mình giá như và giá như khiến cho chúng ta hiểu được toàn bộ à, các yếu tố thua à, hầu hết là do chúng ta. Ngoài ra, à, trong forex.vn đưa ra cho chúng ta cái khung thời gian giao dịch cũng như tưởng tượng rằng à, tạo ra các khung thời gian dài hạn cũng như là đi theo trend và số tiền lớn đẩy một lốt hay là hai lốt khi mà gì à, chúng ta có những cái tín hiệu à, chiến thắng và dồn lệnh khi thắng hơn là cái việc dồn lệnh khi thua để bình quân giá và những cái tử huyệt khi bình quân giá sai, à, cái trend bị sai là chúng ta sẽ khắc phục cũng như là đưa ra các giải pháp. Có những người chỉ chọn trong một vài tích tắc để dồn lệnh đuổi theo cây nến và ra biến mất khỏi thị trường. Đó là những phương pháp scalping thông minh. Tuy nhiên, có những người muốn theo trend và đánh à, vô tội vạ khiến cho forex mang một cái tiếng rất là xấu, sự cờ bạc, à, sự đắm chìm, sự vô vọng và toàn bộ là gì trả thù thị trường khiến cho chúng ta bị thua vậy thì forex thực chất đó là gì à, đó là những cái scalping những cú swing, những cú tố lệnh để theo một xu hướng rồi biến mất khỏi thị trường đó là à, chúng tôi muốn nói đến thì hy vọng rằng chúng ta sẽ có cái nhìn à, một cách tổng quan về thị trường forex